Xin chào các bác nha. Hôm nay thì em lên cho các bác cái con máy lọc không khí của Panasonic. Đây. Các bác nha, con này là con VX E60, thiết kế rất đẹp, cửa dâng. Đó. Đây các bác nha, nó là dòng cửa dâng này. Hai cửa đều dâng nha, vì em tắt đi này. Đó. Hai cửa nó sẽ tự cụp xuống. Một cửa cụp này. Tiếp theo cửa này thụt này. Nó sẽ thụt xuống như vậy các bác nhá. Nó là dòng cửa dâng. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ. Các bác lựa chọn lọc nhanh, lọc chậm. Đấy, rồi sử dụng chế độ này, lọc ion này, lọc la lô này. Đấy. Công nghệ lọc ion, công nghệ lọc la lô, rồi chế độ eco, tiết kiệm điện các kiểu, nói chung là nhiều á. Đây là gió là quên, nó sẽ hút khí vào đây các bác nhá, tức là máy này nó sẽ hút các cái khí bụi bẩn vào đây. Đấy, lông chó, lông mèo. Rồi các cái khí đây em nhấc cái này ra các bác xem. Đây. Đây là cái tấm lọc của nó các bác nhá. Thì cái máy này nó sẽ hút vào đây. Đấy, nó sẽ hút các cái không khí ô nhiễm như là khí độc, khí hạ, rồi tóm lại tất cả các loại lông chó, lông mèo nó hút hết vào đây. Sau nó đi qua cái màng lọc 7 lớp này vào bên trong. Đó, vào bên trong này. Đấy, phía bên trong lại tiếp tục có một cái lớp nữa, nó là lớp thang lọc tính để khử độc. Đấy. Và sau khi đi qua cái hai cái lớp này rồi thì không khí nó sẽ rất là trong lành. Đó. Và ngoài ra thì con này nếu như vào mùa đông mà thời tiết hanh khô, các bác có thể là có thêm cái chế độ đó là gì ạ? Bù ẩm các bác nhá. Đấy. Bù ẩm để giúp cho da nó đẹp hơn và mịn màng hơn. Đây. Phía bên cạnh đây thì nó sẽ có một chế độ bù ẩm này. Đây, đây chính là cái két nước để có cho nước vào đây. Đấy. Đây, các bác kéo cái này ra. Đấy. Mình có thể mang đi rửa giấy vệ sinh thoải mái nhá. Đây là cái guồng quay nước này. Đấy. Đây, cho nước đây xong rồi mình ấn vào. Thế thôi, xong. Thế là vào mùa đông bắt nào bị mà có da hanh khô ấy, ẩm thì mình có thể là bật lên để mình bù ẩm, vừa hút không khí bụi bẩn lông chó lông mèo mà lại vừa cung cấp độ ẩm cho da. Về con máy này thì nhà em đợt này sẽ đang xả chương trình rất rẻ luôn. Như con này bình thường các bác mua nó sẽ phải tầm khoảng là hơn 2 triệu, khoảng 3 triệu mấy gì đó. Đấy. Tuy nhiên thì đợt này nhà em sẽ đang dọn kho ấy. Thế nên em sẽ xả cho các bác giá rất rẻ luôn. Con này để các bác giá là 1.260.000. Đấy, 1.260.000 cho con Panasonic này. Đấy, bác nào mà chốt cái con Panasonic cửa dâng này thì alo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhé. À, trên này rất dễ sử dụng thôi. Đây là tắt này. Đấy. Và đây là mở này. Nhấn vào đây. Đấy, mở đây. Tắt này. Mở này. Đó, và các chế độ này. Đấy. Mình chọn các chế độ lọc này khác nhau này, tùy theo mình sử dụng nha các bác nhá. Đấy, chế độ lọc tự động rồi bán tự động các kiểu. Đấy, sử dụng công nghệ Lalo này. Đấy. Nhiều lắm. Đấy thì bác nào mà chốt cái con máy lọc không khí này thì alo cho em nhá. Đây, hiện tại nó đang báo đỏ này. Đó. Là không khí đang rất bẩn bởi vì nhà em ở đây là nhiều đồ quá. Sau lại ngoài đường các thứ nữa. Mấy cái dòng này thì đợt này nhà em không làm nữa, thế nên bán xả thanh lý luôn cho các bác, giá là 1.280.000. Còn bình thường nhà em bán con này là hơn 2 triệu cơ. Đây thì em gọi là em bán xả gần như là xả là theo giá, gọi là về các bác lấy đồ thôi, chứ còn em thật các bác bán giá 1.280.000 là lỗ lòi mắt ra luôn. Bởi vì nhiều bác chắc chắn sẽ nghĩ là lỗ thì ai làm ăn đúng không ạ? Lỗ làm ăn thì ai mà chả bảo lỗ đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thực ra là có những cái sản phẩm là báo lỗ là lỗ thật. Đấy, bởi vì sao? Những cái dòng máy nhập về rất là đắt. Nhưng mà đợt này nhà em lại không làm nữa, thế nên em quyết định xả thôi. Chứ còn bình thường những dòng này thì giá rất là cao luôn, bán toàn hơn 2 triệu. Đấy, nhưng mà em đã bán giá là 1.280.000 là coi như là bán về các bác sử dụng không có thì mình lấy đồ hay làm gì thì làm đấy. Đấy, theo đúng như giá như vậy luôn để cho nó nhanh. Đó, cứ chứ còn đang tả ra bán tầm khoảng 1.8, 1.9 thì vẫn nhiều bác thích lắm. Bởi vì dòng này nó bền và nó hút cũng tốt, lọc khí cũng tốt. Thiết kế cũng đẹp, gọn gàng. Đấy. Thế nên là nhiều bác thích lắm. Rồi chức năng của nó cũng đa dạng. Dễ sử dụng.
Đấy thì bác nào mà chốt cái con máy Panasonic hàng bãi mà nó không ý này thì alo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Em xin chào và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Vũ Audio nhá.